chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức, nhà thờ tổ của Hoài Linh chính thức ngừng thi công. Sau khi bị chính quyền địa phương yêu cầu ngừng thi công để chờ bổ sung giấy tờ thủ tục, dự án xây nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh đã tạm đóng cửa. Phóng viên đã đến công trình mang nhiều tâm huyết của danh hài Hoài Linh ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu sự việc. Hiện dự án xây nhà thờ tổ tạm thời đóng cửa sau khi Ủy ban Nhân dân quận 9 yêu cầu 5 nghệ sĩ hoàn tất các thủ tục pháp lý. Theo ghi nhận của phóng viên trước đây, công nhận hoạt động liên tục để đảm bảo tiến độ thi công, nhưng giờ chỉ còn người trông nom nhà thờ. Hoài Linh chọn vùng đất cách xa khu dân cư với cảnh sông nước hữu tình. Lối đi vào nhà thờ được án ngữ bởi hai con rồng uy nghiêm nằm vắt qua dòng sông. Các nhà điêu khắc vẫn chưa hoàn thành khâu chạm trổ và trang trí. Nhà thờ tổ của Hoài Linh được xây dựng theo phong cách nhà thờ xưa của miền Bắc. Công trình được khởi công vào năm 2014 với diện tích trên 7.000 m2. Bức tường bao bọc nhà thờ chỉ vừa xong khâu chạm trổ, vẫn chưa kịp sơn phết. Đại diện chính quyền địa phương cho biết họ đã yêu cầu danh hài Hoài Linh tạm ngừng công trình cho đến khi có giấy phép ở một số hạng mục. Nhưng phía danh hài lại khẳng định đền thờ tổ đã hoàn thiện, chỉ còn sân vườn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn nhiều hạng mục bị bỏ dở. Trước đó, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin ba hạng mục được xây trên đất nông nghiệp đã bị phạt hành chính. Một máy đền đang thi công đã bị bỏ dở vì chờ giải quyết. Phía gian này chỉ vừa xây dựng căn bản bởi thiếu vật liệu. Phía trước đất đá vẫn còn ngổn ngang, mọi thứ còn bừa bãi. Hiện nay, Hoài Linh có chuyến lưu diễn ở Canada nên người hâm mộ khá lo lắng cho tâm huyết của anh. Ba tảng đá nằm trước đền thờ được khắc chữ kỳ công. Theo tiết lộ của những đồng nghiệp, Hoài Linh sống rất đơn giản và tin vào tâm linh. Vì thế, anh đã dốc hết sức lực, tiền tài để hoàn thiện tâm nguyện của đời mình. Nhiều gian khác cũng chưa hoàn thiện. Trước đó, Sáu Ảnh chia sẻ công trình sẽ sớm hoàn thành trong năm 2016. Tuy nhiên, vì gặp trục trặc giấy tờ và thiếu vật liệu, dự án sẽ còn kéo dài. Khán giả hâm mộ mong đợi danh hài Hoài Linh sẽ sớm giải quyết vụ việc để hoàn thành tâm nguyện của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.